từ ngày mai 20 tháng 9, cơ sở chăn nuôi sẽ được hỗ trợ mức cao nhất đến 1 tỷ đồng để xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ này được quy định tại Nghị định 106 năm 2024, ngày 1 tháng 8 2024 do Chính phủ ban hành. Nghị định 106 quy định cụ thể các chính sách hỗ trợ khuyến khích nâng cao hiệu quả chăn nuôi, bao gồm hỗ trợ phối giống nhân tạo đối với trâu, bò, heo, hỗ trợ mua được giống trâu, bò, dê, cừu, heo, hươu sao, hỗ trợ mua gà vịt, ngan giống cấp bố mẹ và khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi. Theo nghị định này, tổ chức cá nhân được hỗ trợ không quá 50% giá trị sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi nhằm khuyến khích áp dụng để xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ tối đa như sau: 5 triệu đồng một cơ sở chăn nuôi nông hộ, 50 triệu đồng một cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ và vừa, 100 triệu đồng một cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Đồng thời, hỗ trợ không quá 50% giá trị công trình khí sinh học nhằm khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ tối đa như sau: 7 triệu đồng một công trình chăn nuôi nông hộ, 300 triệu đồng một công trình chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ và vừa, 1 tỷ đồng một công trình chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2024.